Việt Nam. Sau quãng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc thì 23 giờ 45 đêm nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên trong hành trình tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Indonesia. Hôm qua thì hai đội đã có buổi tập trên sân đấu chính. Đây chính là sân vận động mang lại nhiều cảm xúc cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong lần trở lại này, toàn đội quyết tâm hướng tới một chiến thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ lớn cho giới truyền thông nước ngoài khi các tuyển thủ bước ra sân tập với những chiếc áo không số. Đây rõ ràng là một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng của thầy Park trong việc giấu bài và tránh không cho đối thủ có cơ hội nghiên cứu. Do việc đăng ký danh sách muộn nhất là 90 phút trước khi vào trận, nên huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thư thả lựa chọn những quân bài tốt nhất cho trận đánh đầu tiên này. Do yêu cầu bắt buộc trong danh sách phải có 3 thủ môn, nên nghiễm nhiên Tấn Trường, Văn Hoàng và Văn Toản có suất. Chỉ khác là ai bắt chính mà thôi. Trận này Trọng Hoàng và Đình Trọng sẽ không thi đấu vì án treo giò. Thầy Park sẽ phải loại thêm 4 cầu thủ nữa để chốt danh sách 2-3 cái tên cuối cùng. Dù rất tự tin trước Indonesia, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn không khỏi lo lắng về việc thích nghi thời tiết. Chúng tôi đã Asian Cup 2019 vào đầu năm nên thời tiết mát mẻ hơn, chứ bây giờ nóng quá. Để thích nghi được với thời tiết như thế này là một vấn đề lớn. Huấn luyện viên Shin Tae-jong cũng chơi chiếu áo không số, giống người đồng hương Park Hang-seo. Dù không còn cơ hội đi tiếp, nhưng sự thoải mái về tâm lý và quyết tâm của sức trẻ sẽ khiến Indonesia trở nên rất khó đoán. Sẽ là một trận đấu tương đối khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng chúng ta cần vượt qua cửa ải nhẹ nhất này để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Vâng, dù đã không còn cơ hội đi tiếp tại bảng G, thế nhưng không thể đánh giá thấp đội tuyển Indonesia. Bàn thua duy nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai cũng chính là bàn thua trước đối thủ này. Và trong buổi họp báo trước trận thì hai đội đã dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối phương. Indonesia đã thay đổi nhiều so với trận lượt đi. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Shin Tae-jong, Indonesia thi đấu rất năng động và quyết tâm. Chúng tôi cũng cần cảnh giác với các pha xâm nhập từ tuyến hai của Indonesia. Cánh trái của họ tấn công nhiều hơn và có vẻ hiệu quả hơn. Nhưng chúng tôi sẽ phải thắng. Vì thế toàn đội sẽ phải thực hiện đúng chiến thuật đề ra. Chúng ta được xem họ thi đấu ở trận đấu với Thái Lan thì cũng thấy là cái tinh thần chiến đấu của họ khi nhìn dẫn bàn cũng rất là cao và đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật là tốt. Đúng là Indonesia đang rất tự tin khi hòa với Thái Lan hôm mùng 3 tháng 6. Nhưng trận đấu với Việt Nam hứa hẹn sẽ rất khó khăn đối với chúng tôi. Tôi đã xem băng hình nhiều trận đấu của đội tuyển Việt Nam và nhận thấy đây là đối thủ rất mạnh, được tổ chức tốt, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Biết đâu, chúng tôi sẽ lại tạo ra điều bất ngờ. Bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tập trung tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Truyền thông Việt Nam mang tới số lượng là 15 phóng viên, hùng hậu nhất trong số các đội tuyển. Chính bởi vậy, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng đã dành riêng một buổi để phổ biến những quy định về tác nghiệp của phóng viên tại các trận đấu vòng loại World Cup lần này. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên quy trình phóng viên vào sân tác nghiệp cũng rất chặt chẽ. Theo đó, các phóng viên phải test COVID-19 có hiệu lực trong 48 tiếng mới được vào sân. Điều này vừa đảm bảo an toàn cho cầu thủ và cho chính các phóng viên. Đại diện của AFC đã dành riêng một buổi để phổ biến về việc tác nghiệp cho các phóng viên Việt Nam. Để tránh việc tiếp xúc với ban huấn luyện, nên phần flash interview huấn luyện viên trước trận và cầu thủ sau trận sẽ do cán bộ truyền thông của đội bóng phụ trách. Mỗi trận cũng chỉ giới hạn tối đa 5 phóng viên ảnh được vào sân. Đơn vị bản quyền như VTV sẽ được một máy đứng dưới sân. Buổi họp báo sau trận cũng chỉ giới hạn số ít các phóng viên được vào tác nghiệp. Rõ ràng, AFC đang tạo ra một quy trình khép kín để có thể đảm bảo sự an toàn cho các cầu thủ và tạo ra sự thành công cho giải đấu. Vâng, song song với việc đặt mục tiêu giành 3 điểm trước đội tuyển Indonesia thì chúng ta cũng rất quan tâm đến trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng G giữa đội tuyển Thái Lan và đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua cạnh tranh vị trí đầu bảng tại bảng đấu này.
Trận hòa 2-2 trước đội tuyển Indonesia đã khiến cho đội tuyển Thái Lan thất thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng G với đội tuyển Việt Nam vì đã kém 2 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Khó khăn thêm chồng chất với thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino khi phải đối đầu với đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đối thủ trực tiếp ở lượt đấu này. Đây được coi là lượt đấu quyết định cơ hội cạnh tranh của đội tuyển Thái Lan tại bảng G. Họ sẽ buộc phải tự cứu lấy cơ hội của chính mình bằng việc vượt qua đội chủ nhà. Đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản, nhất là khi đội bóng Tây Á vừa vượt qua đội tuyển Malaysia 4 bàn không gỡ và có lợi thế sân nhà, đồng thời sở hữu bộ đôi tiền đạo đi thi đấu rất ổn định và hiệu quả. Đội bóng này cũng tràn đầy quyết tâm giành chọn 3 điểm để đua tranh ngôi đầu với đội tuyển Việt Nam. Ở trận lượt đi trên sân nhà hồi tháng 10 năm 2019, đội tuyển Thái Lan từng thắng đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 2-1. Trận đấu giữa hai đội bóng sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 45 đêm nay theo giờ Việt Nam. Gần 2 năm cho hành trình tiếp theo tới World Cup. Tại nơi mang tới những kỷ niệm ngọt ngào. Đón xem đội tuyển quốc gia Việt Nam trên VTV.